Kính chào quý khán giả, mời quý vị đến với chương trình Thi đua yêu nước, chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Ban thi đua khen thưởng tỉnh thực hiện. Thưa quý vị, giặc đến nhà, đàn bà cùng đánh. Đó là truyền thống, là tinh thần dân tộc quyết tâm giữ gìn non sông, đất nước trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của người dân Việt Nam. Đặc biệt trong thời chiến, người phụ nữ ngoài công việc chăm lo cho gia đình còn tham gia vào phong trào đấu tranh cách mạng rất sôi nổi. Ghi dấu ấn trong lịch sử cách mạng ấy, có một đội quân rất đặc biệt. Đội quân này xuất phát từ xứ Dừa Bến Tre từ năm 1960. Sau khi xuất hiện, đã đưa phong trào đấu tranh của phụ nữ Việt Nam lên một tầm cao mới. Đội quân này đã nhanh chóng mở rộng toàn miền Nam. Và đến năm 1965, quân số thường trực của đội quân đặc biệt này đã lên tới 2 triệu phụ nữ. Trong chương trình Thi đua yêu nước kỳ này, mời quý khán giả cùng gặp gỡ với hai trong số những nữ chiến sĩ của quân đội tóc dài năm xưa qua phóng sự sau. Nhà cùng ở phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, nên bà Huệ và bà Hòa có nhiều cơ hội để gặp nhau. Hai bà cùng tuổi, năm nay đều đã 91 và đều là chiến sĩ thuộc đội quân tóc dài năm xưa. Mỗi lần gặp mặt là giúp hai bà nhớ về ký ức một thời thanh xuân kiên cường, anh dũng của mình. Đế quốc Mỹ nó dựng lên cái chính phủ quân nhìn, cho nên anh em ở miền Đông này, anh em ở miền Nam này, tất cả anh chị em đều là phải tham gia kháng chiến. À, người thì thoát ly, người thì nằm vùng ở tại chỗ, ở lẫn lộn với giặc á. Cho nên là nếu không khéo thì không bị bắt bị tù, mà nếu sơ hở một chút xíu là bị bắt bị tù. Nhiều chị bị bắt bị tù, chuyện không đáng thì bắt đi tù, nói tới đủ ánh chết gì đau lòng. Nó cực khổ lắm, đã chồng ở tù rồi con phải đem gửi, rồi mới đi hoạt động trong rừng á. Sau hoạt động đó là mình đã nhiên không lẽ phân công mà không đi, phải đi gửi con đi, vì trách nhiệm để mình vô đảng là hứa hoạt động tới hơi thở cuối cùng mà đó. Cho nên do đó mà tình hình nó khổ cực lắm, mà nó gian nan lắm anh. Tôi cũng rất là chịu khó, chịu cực. Đội quân tóc dài tập hợp những người phụ nữ giản dị trong đời thường, nhưng can trường, dũng cảm trong chiến đấu. Mặc cho quân địch nhiều lần dùng thủ đoạn thâm độc, như lấy kéo cắt tóc của các cô, bắt bớ, giam cầm, tra tấn dã man với những đòn nham hiểm, nhưng các nữ chiến sĩ vẫn nhất quyết không khai ra các cơ sở cách mạng, không khai đồng đội của mình. Và chính những chiến sĩ như bà Huệ, bà Hòa đã góp phần làm nên lịch sử, góp phần vào chiến thắng chung của dân tộc. Có cái sự can đảm do cái lòng căm thù đế quốc, và tất cả bà con chúng ta là bị chèn ép, bắt bớ, đánh đập đủ thứ đó. Cũng có là những anh những chị, cái chuyện không đáng, nhưng mà nó bắt vô rồi nó tra tấn riết đến nỗi tới chết thôi, chết thôi chứ nhất định không khai. Đó là những chị em mà phụ nữ ở cơ sở đó. Bởi vậy tôi nhớ là những chị mà bị bắt bị tù, giờ nói tới xúc động không nói được. Bất chấp tù đầy, tra tấn, các nữ chiến sĩ trong đội quân tóc dài vẫn vững vàng, kiên trung và là tấm gương tiêu biểu cho tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của phụ nữ Việt Nam trước vận mệnh của Tổ quốc, và là tấm gương sáng cho thế hệ phụ nữ Việt Nam hôm nay và mai sau noi theo. Thưa quý vị, sinh thời Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nói: "Chúng tôi đánh bại quân đội đế quốc hiện đại bằng tinh thần yêu nước của nhân dân cùng với chủ nghĩa anh hùng cách mạng." Đúng như lời Đại tướng, cuộc kháng chiến của chúng ta đi đến thắng lợi chính nhờ vào tấm lòng người dân hướng về cách mạng. Sau đây, mời quý vị cùng gặp gỡ với một chiến sĩ rất đặc biệt,
Ông chính là Huỳnh Văn Thắng, đang sinh sống tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom. Ông là người phải tiêm hóc môn nữ, trà trộn vào nhóm thám báo để hoạt động cách mạng trong suốt 5 năm liền. Thời gian trôi qua đã mấy chục năm. Thế nhưng, ông Thắng vẫn nhớ như in khoảng thời gian từng sống bằng thân phận nữ thám báo. Hồi đó là tôi 16 tuổi. Như vậy là gia đình mình là gia đình cách mạng. Cho nên địa phương là thấy gia đình mình cách mạng. Cho nên nhu cầu tôi là phải đi học cái khóa cứu thương để làm chữa bệnh cho các anh em mà chiến trường về đó. Thì thành ra tôi vô tôi học khóa cứu thương được 8 tháng. Thì mấy anh mấy chú ở trong chỗ dân y đó biết gia đình mình gia đình cách mạng, với biết hồi đó là hồi nhỏ là lớn lên là tôi đi buôn bán là hai vùng ở Bến Tre rồi về địa phương. Cho nên mấy chú giờ thấy gia đình mình là cách mạng với thấy tôi nhanh lẹ đó, là nhu cầu tôi là phải về đó là giả gái để đột nhập vô nữ thiên nga cùng hoàn trình báo CIA của Mỹ. Lúc đó là tôi 17 tuổi rồi đó, là tôi về tôi nhận cái nhiệm vụ với mấy chú là gì, bắt đầu tôi giả gái rồi đó. Cho nên tôi giả gái được hoàn thành rồi thì bước đầu năm 18 tuổi là tôi vô tôi làm việc với Mỹ là nữ thiên nga cùng hoàn trình báo CIA Mỹ. Ông Thắng là con út trong gia đình có truyền thống cách mạng. Sau đồng khởi năm 1960, phong trào kháng chiến ở Bến Tre lên cao. Để tái kiểm soát, chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ thành lập tổ chức Thiên Nga, Phượng Hoàng, toàn mật vụ, thám báo. Thành viên của tổ chức này được cài vào các tổ chức kháng chiến. Sau đó, chỉ điểm khiến hàng loạt cơ sở cách mạng trong lòng địch bị lộ. Nhiệm vụ phải hóa thân thành một cô gái để cài cắm vào lực lượng địch được giao cho ông Thắng. Nhiệm vụ khó khăn, nhưng vì lòng dũng cảm, vì tinh thần yêu nước, ông Thắng nhận lời. Do thời gian thực hiện nhiệm vụ cấp bách, ông Thắng quyết định nhờ bác sĩ tiêm hóc môn nữ vào người. Sau nửa năm ở lì trong nhà tập luyện, ông Thắng chính thức bước ra ngoài với hình dáng mới và cái tên rất con gái, Huỳnh Thị Thanh, để bước vào trận tuyến. Vậy thì trong cái quá trình mà ông tham gia kháng chiến á, thì mình đã dũng cảm cũng như mưu trí như thế nào để quân địch không phát hiện được mình là nam mà mình giả gái để tham gia cách mạng? Cách mạng mình á, là chỉ dẫn cho mình từ câu từ chữ rồi, phải rút kinh nghiệm, mà chủ yếu nhất là bà già, bà dạy phải ăn nói như làm sao, phải đi đứng như thế nào, phải kỹ lưỡng như thế nào. Cho nên mình ghi cái chỗ là một là mẹ, hai nữa là cách mạng giao. Bị cái dùng của tôi đó là dùng, đó là cái dùng giải phóng. Ở trên dàm nước trong có một cái bót, xuống đầu đất 6 cây số có một cái bót. Gia đình tôi ở chính giữa là cách mạng mình ở đó. Cho nên tôi chứng kiến ông anh thứ ba nè, rồi 4 anh chết, 2 anh ở ngoài Bắc vô làm con Minh Thủy ở địa phương mình cũng chết. Rồi hồi đau khổ nhất là ở trong cái dân y. Mình vô mình học khóa cứu thương 8 tháng đó, mình chứng kiến những cái bệnh, những cái bị thương, những cái về. Nó đau khổ lắm, cho nên thúc đẩy trong cái lương tâm tôi mấy chú đề nghị tôi giả gái là tôi hy sinh liền, tôi quyết định liền, tôi không có chần chờ. Cho nên tôi đi qua tôi làm chung với Mỹ, tôi càng làm chừng nào tôi càng căm thù hung chừng nấy. Cho nên nó kích động gì chỗ đó mà tôi đầu óc tôi phải có cái sáng kiến làm sao cho mình trả lời hay là như thế nào cho tụi nó phải thua mình cái mới được. Bằng sự dũng cảm, mưu trí của mình, 5 năm làm trong đội thám báo Thiên Nga, Nam Thanh lập được nhiều chiến công xuất sắc, giúp phát triển phong trào cách mạng ở Mỏ Cày, Bến Tre. Câu chuyện người chiến sĩ can đảm giả gái để thâm nhập hàng ngũ quân địch đến nay vẫn được nhiều người biết đến với sự nể phục. Thưa quý vị, chiến tranh đã kết thúc, nhưng những câu chuyện của lịch sử của thời đạn bom ác liệt về bản lĩnh trí tuệ của những người chiến sĩ năm xưa vẫn có sức lan tỏa mạnh mẽ và truyền cảm hứng cho giới trẻ ngày nay tiếp bước noi theo. Quyết tâm đoàn kết một lòng vượt qua gian khó, tích cực đóng góp trí tuệ, công sức, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời bình ngày càng phát triển. Như thường lệ, phần cuối của chương trình thi đua yêu nước kỳ này là tiết mục Gương sáng đời thường.
Thưa quý vị, mới đây, một nhân viên đội đường sắt Biên Hòa thuộc Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn đã vinh dự được nhận thư khen ngợi của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể. Đó chính là ông Trần Văn Năm, người đã dũng cảm lao ra cứu một người say rượu thoát khỏi mũi xe lửa trong gang tấc trước khi tàu lao đến đoạn giao với đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa. Hôm đó là có tôi lên bán là có lúc 6 giờ sáng đến khoảng 12 giờ 27 phút là tàu bão chạy ở ga Biên Hòa. Đoàn tàu là SE22 Sài Gòn Quảng Nam. Chúng tôi là tháo tác đóng chắn rồi. Chuẩn bị tiện tàu qua đường ngang thì là có một ông trung niên. Nói chung là có nửa tỉnh nửa say. Chuẩn bị băng qua đường sắt. Khi đó là tôi vừa phát hiện là tôi nhảy vào là tôi ôm ông ra là trước khi là đoàn tàu là thông qua. Nói chung cái sự việc hôm đó là có cũng rất nhanh. Sự việc xảy ra rất nhanh mà cũng bất ngờ nữa. Cho nên là tôi cũng suy nghĩ gì nhiều. Là có tôi nhảy vào ôm ông là cả ông và tôi là tôi đẩy ra luôn. Là đoàn tàu thông qua. Khoảng 2 giây 3 giây chứ đó là đoàn tàu thông qua. Khoảng 15 mét. Anh Năm làm cùng với tôi thì anh là một nhân viên, cũng là một đồng nghiệp với tôi thì anh làm công việc rất là có trách nhiệm. Khi mà thấy anh cứu một mạng người như thế thì tôi thấy anh rất là anh hùng. Sự việc sau đó được thành viên tàu SE22 đăng lên mạng xã hội, đã nhận được nhiều lời động viên, tán thưởng hành động đẹp của ông Năm. Sau đó, Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn đã biểu dương, khen thưởng ông Năm cùng tổ trực tại đây. Sau đó, ông Năm vinh dự được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải gửi thư khen ngợi. Tôi vào ngành là tháng 3 năm 93. Từ khi tôi vào mảnh đất Sài Gòn là tôi vào ngành đường sắt luôn. Nói chung là cái công việc của tôi làm nói chung cũng vất vả. Nhưng tôi yêu ngành, yêu nghề thì là tôi mới làm tới ngày hôm nay. Nói chung cái công việc của tôi thì nói chung là mình đã yêu ngành, yêu nghề là mình phải làm gọi hết mình. Nói chung cái trách nhiệm là gọi là gắn bó với mình, nói chung cái ngành. Công việc của tôi là gọi tôi nhận bán từ 6 giờ sáng. Đến 6 giờ chiều tôi là xuống bán. Còn nhận bán các bán là tôi lên bán từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng hôm kia. Nói chung cái công việc hàng ngày của chúng tôi thì nói chung là gọi tàu bè thì công việc thì nói chung cũng vất vả. Nói chung mình đã vào ngành thì mình xác định cái công việc mình sẽ làm hết mình. Nói chung cái cứu người là cái trách nhiệm của bản thân con người của tôi. Nói chung là phải cứu người thôi. Cái trường hợp đó thì hầu như cũng phải là riêng tôi. Mà có chắc có lẽ mọi người cũng vậy thôi. Nói chung cái truyền khen thưởng thì cái đó là một cái nguồn động viên lớn. Đó về tôi để tôi tiếp tục công việc vì là có những cái vụ việc sau này để tôi tiếp tục tôi cứu người tiếp. Trong thư, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, tôi cũng mong rằng hành động đẹp đẽ, dũng cảm của anh Năm sẽ là tấm gương sáng đối với toàn thể cán bộ, công nhân viên ngành đường sắt nói riêng, cũng như ngành giao thông vận tải nói chung. Đây chính là sự ghi nhận, là phần thưởng xứng đáng với sự dũng cảm, quên mình vì cứu người của ông Trần Văn Năm. Vâng, những hình ảnh đẹp về một nhân viên đường sắt Biên Hòa cũng đã khép lại chương trình thi đua yêu nước của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.